thân chân quý phi nhận. Tham kiến quý phi nương nương. Bạch chân phi, cô và ta đều là phi tần của hoàng thượng, không cần đa lễ. Tuy nói thế, nhưng trong phi tần vẫn phân biệt tôn tính, thân thiết không dám dựng sẵn. Bạch chân phi quả nhiên biết lễ nghĩa, biết đại thể, khó trách hoàng thượng sủng ái như vậy. Quý phi nương nương quá khen, trong phòng cung hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là quý phi nương nương. Khó trách có câu nói gọi là nghi kỵ tai tiếng, trong cung một truyền mười, mười truyền trăm, một cung trong mắt mọi người sớm đã là người đàn bà hung hãn. Sao quý phi để nói như thế? Có phải thần thiếp nói gì không đúng không? Xin quý phi nương nương thứ tội. Không có, chỉ là thấy bác chân phi cẩn thận lời ăn tiếng nói, biết trong lòng cô e sợ bổn cung nên mới cảm thán đó thôi. Xin quý phi nương nương đừng hiểu lầm, tính tình Hàm Hương là như vậy, không phải cố ý chống đối quý phi nương nương. Có phải như vậy hay không vốn không quan trọng. Trong hậu cung cẩn thận một chút đích thực là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Chỉ cần bốn cung từ nhỏ nhập cung, lúc đó đã không hiểu đạo lý nên đụng chạm quá nhiều người, tạo thành tai tiếng. Giờ muốn gần gũi ai xem ra rất khó. Quý phi không cần đau buồn, thanh giả tự thanh, sau này mọi người sẽ hiểu rõ. Bác chân phi hiểu rõ đạo lý, sau này chúng ta ở trong cung có thể qua lại nhiều hơn, giải bài sự cô độc của mình. Tạ ý tốt của quý phi, sau này nhất định sẽ đến tẩm cung quý phi thăm hỏi. Cứ nói như vậy, đến khi đó bổn cung cho mời. Mỗi mỗi không được từ chối. Dân, nương nương, bổn cung không làm phiền nhã hứng của mỗi mỗi, cung tiện quý phi. Không biết hôm nay mẫu hậu bài tiệc là có chuyện gì. Hoàng Di, này xem đi, ba vị phi tần gần đây ngày sắc phong đều là người tính tình hướng nội, ai gia sợ họ ít qua lại với nhau, cho nên hôm nay cố tình mời đến dùng bữa để họ tụ họp nhau gần gũi nhau, sau này mới có thể chung lòng chung sức chăm sóc cho ngài được. Mẫu hậu, chuyện này thì người không cần nhọc lòng. Nhọc lòng? Chuyện mà bây giờ mẫu hậu có thể làm thì nhất định là làm gì chứ? Chờ ai cho trăm tuổi về sau muốn nhọc lòng cũng không được nữa. Mẫu hậu khổ tâm như vậy, trầm và các phi tử cùng mẫu hậu ăn uống no sáng. Nào, mọi người nâng ly. Mời hoàng thượng. Nào, mời thái hậu. Hôm nay chúng ta và hoàng thượng vui vẻ với nhau, vừa uống rượu và nghe nhạc chúc mừng, có được không? Thế nào hả? Tấu nhạc. Tấu nhạc đi. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Trẫm cùng nàng uống một ly, xin mời hoàng thượng. Nương nương, hoàng thượng, nô tỳ cáo lui. Bao chân phi à, trẫm biết gần đây đã lạnh nhạt với nàng, làm nàng không được vui. Sau này trẫm nhất định sẽ thường xuyên đến gặp nàng. Tạ hoàng thượng hậu ái.
Nương nương, Bác Chân Phi đến. Hãy tạm dừng. Muội muội, người đến rồi. Tham kiến Bác Chân Phi. Tham kiến Quý Phi nương nương. Không có người ngoài ở đây, gọi tỷ tỷ là được rồi. Không biết tỷ tỷ đột nhiên cho muội muội đến đây có chuyện gì không? Tỷ tỷ kêu nhạc công tiến công diễn tôi, muốn tìm muội muội đến cùng thưởng thức. Tạ ơn tốt tỷ tỷ. Nào. Những điểm tâm này đều là hoàng thượng thích dùng. Mùi mùi cứ nhớ lấy, sau này hoàng thượng gia đó cũng tiện để chuẩn bị sẵn. Tạ ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Tấu nhạc. Mùi mùi, chờ khi qua mai nở rồi sẽ hẹn mùi mùi cùng đến thưởng thức. Mùi mùi thấy thế nào? Mùi mùi nhất định sẽ đi cùng. Vậy chúng ta hẹn trước rồi nha. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Hai vị ái phi cùng lúc xuất hiện trong người qua chiên là không hẹn mà gặp hay là có hẹn từ trước? Là thần thiếp hẹn Bác Chứng Phi đến ngắm qua. Ái phi hẹn Bác Chứng Phi. Thần thiếp ở trong cung cũng có lúc buồn chán, biết tính tình Bác Chứng Phi ôn hòa nhu mì. Thần thiếp thích vô cùng, hiếm khi trong cung có người đi chung nên thường hai hẹn gặp. Bác Chứng Phi và ái phi có duyên như vậy, trẫm thấy vui vô cùng. Hai người ngắm qua với nhau, không biết trẫm có thể đi chung không? Nếu khi hoàng thượng có nhã hứng, tất nhiên thần thiếp quan nghênh. Ý mùi mùi thế nào? Làm sao thần thiếp dám phản đối? Đi. Nào. Cái gì? Bác phi dặn trinh nhi và hoàng thượng cũng đi du ngoạn à? Đúng vậy thái hậu. Chả dặn trinh nhi này lại giở quỷ kế gì đây? Thái hậu, hay là mời Bác Chính Phi đến đây dạy dỗ ở mặt một lần? Chuyện này làm sao mà nói ra miệng được chứ? Hoàng thượng đã vì dặn trinh nhi bất hòa với gia gia, ai gia mà còn làm như vậy? Dặn trinh nhi đó nhất định sẽ nói với hoàng thượng là ai gia ly gián quan hệ phi tần. Thái hậu nói chi lý? Nếu như vậy thì nói bọn nô tỳ lưu ý, nếu dặn phi có hành động hãm hại Bác Phi, đến lúc đó có chứng cứ trong tay, hoàng thượng có thể thấy rõ được sự thật. Được, chỉ còn có thể làm thế thôi. Xuân Hoa, nương nương, cuối cùng có thể gặp cô rồi, mau ngồi xuống đi. Gần đây tôi thường hay bị dặn Quý Phi níu kéo, muốn gặp mặt cô cũng không có dễ. Hàm Hương, cô phải cẩn thận dặn Quý Phi. Hãy nhớ đến khi cô ta đối phó với Ngô Hoàng Ngọc và chuyện của Quý Thượng, đến giờ tôi vẫn cảm thấy e sợ. Tôi biết chứ, nhưng cô ta Quý Thượng hay hẹn tôi, muốn từ chối cũng rất khó. Đừng bao giờ đụng chạm đến cô. Nếu cô đụng chạm cô sẽ trả thù cô đó. Hàm Hương, bây giờ cô là phi tần của hoàng thượng, những chuyện khác không còn gì quan trọng. Làm tốt một phi tần, chỉ cần nghĩ làm sao hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Như vậy đối với cổ, đối với hoàng thượng, đối với mọi người đều tốt. Tôi hiểu chứ, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa làm được. Hôm đó, người đó diễn tấu trước điện, tôi ngồi ngay bên cạnh hoàng thượng. Tim của tôi đau nhói, đau như dao cắt vậy. Hàm Hương, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, cô đừng nghĩ đến nữa chứ. Như thế sẽ tránh được rắc rối đó. Đã lâu không gặp cô, có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Tôi rót ly trà cho cô trước nhé.
Con trở về trước đi, tôi muốn đi thêm một chút nữa. Vậy cũng được, tôi quay về trước đây. Nè, uống trà đi.